lần để quy toán. Tôi sinh năm 1997 đến từ tỉnh An Giang với chiều cao 1m71, nặng 52kg, số đo qua vòng là 84, 62 và 86. Và cũng thưa quý vị, tiếp theo đó chính là người đẹp Lương Ngọc Giang, rong tà áo dài. Tôi sinh năm 1994 đến từ tỉnh Đồng Tháp. Và kính thưa quý vị, tung tăng rồng tảo dài màu vàng cũng không kém phần hấp dẫn, đó chính là người đẹp Trương Khánh Di, cô đến từ tỉnh Kiên Giang. Và kính thưa quý vị, tiếp theo đó chính là người đẹp Lê Khả Dương, người đẹp Hoa Trà, người đẹp Trương Vi, người đẹp Nguyễn Phạm Bảo Ngân, người đẹp Hoàng Kim Ngọc Giác, người đẹp Lê Thành Đạt cùng với người đẹp Lê Thi Nguyễn. Chúng ta đang tung tăng trong phần tiền diễn thời trang nằm trong bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Đức Tinh. Và một chào có thể thật đồng nhiệt để dành cho các người đẹp của chúng ta không quý vị. Nói nhỏ này là tướng cái nằm tù mới đó. Tướng nhất, tướng trai quá trời. Xin được cảm ơn các người đẹp của chúng ta rất nhiều trong những tập.